Xin chào các bạn đã đến với channel của tôi ngày hôm nay, nơi mà các bạn thường xuyên nhận được các kiến thức bổ ích, những cơ hội đầu tư và nhiều thông tin liên quan đến thị trường bất động sản. Và như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. À, lỗ nào nhỉ? Không nhỉ? À đây à? Đây. Cải tạo một tí nữa. Lỗ này rộng bao nhiêu mét vuông không nhỉ? Lỗ này là 6 mét. Tổng diện tích là 101 mét. 101. Chiều rộng của nó là 6 mét. Ở đây có cái cống á. Cái cống chưa xây. Chắc họ sẽ làm cái cống ở đây nhỉ? Đây cái cống này nó ra đây này. Nó qua đây này. Đúng rồi, nó cái mặt tiền này không ảnh hưởng mấy. À. Ngay trên đường này thì có mấy cái hiệu tập hóa. Đấy. Cái lô này tổng diện tích của nó là 101 mét, toàn bộ đất thổ cư. Đấy. À, chiều ngang của nó thì là 6,12 mét và nở hậu là 6,52 mét. Nó rất là đẹp. Đây em chỉ cho anh trên bản đồ. Cái chiều dài thì khoảng 15 mét rưỡi, 15 mét 3. Để trên cái xe. Xe nó rộng hơn. Đây cái vị trí thửa đất nó ngay gần ngã ba này, nó cái đoạn này. Ngay cái đoạn này. Đối diện nó là cái hàng tạp hóa. Đây cái vị trí này. Cái đường này đi có thể nó khi đường vòng đây là cái đường đi thẳng. Nó sơn ra đây để đi ra nó cổng 1. Nằm đây đúng không? Nằm ngay đây này. Vị trí của lô đất 101 mét vuông, với ngang là hơn 6 mét. Đấy, nó nằm ngay vị trí này. Nằm ngay góc ngã ba giao giữa hai thôn 2 và thôn 3, rất là tiện lợi. Đường đi thì rất là rộng như các bạn thấy. Đường này khoảng tầm 5 đến 6 mét. Đấy. Vị trí đường thông rất thoáng và đẹp. Ô tô vào thoải mái. Ô tô vào thoải mái. Thì nó cách cái đầu đường trục đường chính của tỉnh xã đây khoảng tầm là 300 mét. Khoảng tầm 300 mét. Và nó cách cái ngã ba tỉnh xã đây từ công nghệ cao đi ra. Đấy, thì khoảng 1 cây số. Khoảng 1 cây số. Và cách cái chợ của tỉnh xã, chợ nhỏ của tỉnh xã thì khoảng tầm 1,5 cây số. Đây, chạy ra đây. Và cách khu gọi là khu hành chính của tân xã. Đây, thì khoảng tầm hơn 1 cây số thôi. Khoảng 1 cây rưỡi chứ, xin lỗi. Cái này 100% thổ cư nhỉ? 100% thổ cư. Vị trí khá là đẹp và cái vị trí này thật ra nếu mà làm sạch sẽ lô đất, làm đất cải tạo thì em nghĩ là bán rất là nhanh với cái giá là 6 triệu. Cái giá chỗ này cải tạo đi thì đẹp. Cải tạo vài trăm triệu.
phạt qua. Dạ. Thật ra nó chủ được cái nhà đầu tư nó ở Hà Nội, thành ra nó hơi là chủ đất lời cái này. À, chủ đất. Dạ chủ đất. Chứ còn ngoài nghĩ dọn hết cái này thì bán sẽ rất là nhanh. Hiện tại nó đang giao là giá 6 triệu. Để tạo xong phải bán cái lô mốc này. từ chỗ nào nhỉ em nhỉ? Hay là từ góc này? Đây, từ cái tường à? Ừ. Cái đoạn này sao lại hơi xéo vậy, tức là cái mốc của đầu này đúng không, bắt đầu từ cái tường này đúng không, xong là chéo ra cái chỗ tường bên kia đúng không? Đoạn nó hơi chéo chút. Cái vị trí này cách lô đất quanh đây với cái diện tích này nó lên tới giá 7 triệu 7 triệu rưỡi rồi. Cái lô đất này nhìn vô họ nhìn thấy lát rưỡi không thôi. Cái này cải tạo đi thì đẹp. Anh ơi, cho đi lô tiếp theo. Đi lô tiếp theo. Tại là bạn. Chú Vim. Đây anh thấy xoay quay được con lô tô rồi đi. Tô xong này đi được. Tậu được con biết rồi. Đây như kiểu vùng quê đấy. Đó, đánh rất là kịp. Đó là vẫn đàm phán được. Đắt cho bài xin. Đi theo anh Chiến rồi. Ừ, đi theo anh Chiến. Theo anh Chiến đang đi vào nhà bà này này. Ở đây vẫn có một phần thổ nhưỡng là có núi, đây gạch đá xây bằng đá bằng nên là gạch tổ ong, đây này làm từ đất núi, đây này mát lắm đấy. Lô này à? 10 mét. Rộng 10 mét cả. Có thể cái lô này là đâu nhỉ? 10 mét từ kia. Ừ đó. Đúng không? Hắt về đây. Hắt về đây cái tường đó rồi. Ờ.
ngang là 10 mét. Ngang rộng nhỉ? 10 mét. Dạ. Ngang rộng. Sâu là 25 mét. 250 mét cả. 250 mét. Mà giá là bao nhiêu nhỉ? Giá là 7 triệu. 7 triệu. À, toàn bộ đất thổ cư luôn. À. Dạ. Này chia đôi cũng được này. Mỗi bên 5 mét thì khá là đẹp. Ừ. Khoảng 125 mét. Ừ. Mười nhân bao nhiêu thông nhỉ? 25 à? 25. Để em tra cái vị trí đã bằng. Ừ. Thế mình chỉ cho anh cái vị trí trên bản đồ. Vật giá. Lúc này là 7 triệu. 7 triệu rưỡi. Mới mấy tiền này? Lô ngày trước. À, có vị trí gì? Sao anh? Mấy tiền nhỉ? 7 triệu. 7 triệu. Cái bản đồ đâu nhỉ anh em? Ở đây là chỗ anh chiếc. Rồi để anh banh cho. Banh đây cho em. Chỉ cho anh xem là trên bản đồ nó nằm tại vị trí nào. Đây. Đây anh này. Đây đây đây. Cái ông cái này được rồi. Đúng mà. Không, à. Đúng anh. Đây. Đây đây đây. Đây. Nó nằm ở ngay khúc này. Gần ngã ba đúng không? Dạ gần ngay cái ngã ba nhỏ của làng. Đây. Rộng là 100 10 m. Rộng 10 m và sâu 25 m, tổng diện tích là 250 m. Đó, rất đẹp luôn. Đẹp. Gần ngay ngã ba chạy ra đường 49, đây là trục đường chính đi ra trung tâm huyện, văn xã. Ừ. Cho nên nó mới lối kéo dài được thì chứ ra một đoạn còn, là cái là nhà văn hóa như thế này. Cái nhà văn hóa thôn chắc khoảng tầm tầm 200 mét thôi. Chắc. Còn nó chạy ra ngã ba Tân Xã khoảng 800 mét. Ừ. Khoảng 800 mét. Và cách cái thằng gọi là trung tâm hành chính này, trung tâm hành chính chợ, trường học và ủy ban dân, hội đồng nhân các thứ thì cách cái này khoảng tầm 1,5 cây. Ừ. Yeah. Còn nó cách cái vị trí đầu làng, cách cái vị trí đầu làng này chỉ khoảng tầm 500 mét, 300 mét thôi. Vị trí cũng khá là đắc địa. Chỗ này nó nhiều đường thông nhé, đường này cũng đi ra được này. Rất nhiều đường, ba đường thông ra được to luôn. Đi ra đường lên huyện được này. Đúng rồi, để lên huyện. Ừ. Đây, muốn lên ngã ba này đi theo đường này cũng rất gần. Để có ba đường để đi. Đường chính là 1, 2, chạy ra gần trung tâm. Rồi 3. Ừ. Đi vào trong. Được. Đây là các cái lô mà giá cũng tốt và vị trí khá đắc địa. Đất thì luôn bán. Này cũng là 6 triệu luôn. Đây là đang 7 triệu. 7 triệu. Đây là bán, này là cái giá ví dụ như để mình đăng lên. Ừ. Cái vùng này là vị trí đắc địa thứ hai sau cái khu trí. Nói giá của chủ đất giao. Giá chủ đất giao. Bán một chiếc thì bảo. Cái lô này là giao là 6 triệu. Đây là 6 triệu. Đó là bảo xuân, tại vì lô này mình không được ý mà. Lô này 6 triệu rưỡi nhưng mà em tức là lên là 7 triệu. Ừ, đấy mình nói một giá thôi, đấy bảo chủ đất giao 7 triệu. Thế còn mình đừng nói tạc con heo ra cái việc của mình. Yeah. Cảm ơn chú. Bây giờ chi phí nha. Đấy, anh đi chỉ có như thế này thôi, đang làm được các bộ phim. Lồng tiếng, cắt, ghép các thứ.
Lô đất mình khảo sát chỗ nào nhỉ? Không nhỉ? 6 triệu rưỡi. Đây à? Thôi không, chứ không cần đến đâu. Đợi vừa. Cái khoảng đây à? Mà tải đó. Tức là cách cái góc, lô góc này là 5 mét. À, lô này lô góc nhỉ? Có cái lô đó. Cái lô này bán rồi nhỉ? À, lô này bán rồi à? Mình tính từ đây. Cái lô thứ hai này. Ừ. Hai lô liền nhau à? Không phải lô góc đúng không? Hai lô liền nhau. Cái lô góc thì bị đâm góc ra. Ừ. Lô này à? Sổ vuông vức không? Sổ khá là vuông vức luôn. Ngang 5 mét, đây là một sổ này. Nó hơi check với cái ngã tư này. Check cái ngã tư chỉ không bị đâm đường. Chiều ngang là 5 mét mặt tiền. Và chiều dài khoảng tầm 28 mét. Dạ. 140 mét. Lô này là 140 mét, còn lô bên cạnh này là 143 mét. Nếu một lô nó mua luôn một lúc hai lô thì họ sẽ để cho cái giá là 5,5 triệu. Còn giá bình thường ở đây là tầm 6,5 triệu. 6,5 triệu một mét vuông một lô. 140 mét. 6 triệu. Đây chỉ bản đồ. Chỉ cho anh xem bản đồ thôi. Đây còn cái lô bên cạnh này. Lô bên cạnh luôn. Cũng 5 mét. Rồi dài cũng khoảng 28 mét. Sát bên luôn. Rồi giờ chị bên đầu anh xem. Đây luôn đây. Nó nằm ngay cái ngã. Ngã tư. Nằm ngay cái ngã tư này. Cái lùm cây xanh này. Đây. Một đoạn đây. Ngã tư đây. Cái này là ngã tư đi chứ. Dạ đúng rồi. Chỉ này khá là đẹp, đường thông thoáng. Đường lại thông ra lên đây, đây. Đường đây. Đường đông chạy thẳng ra đó luôn. Chạy thẳng ra đây. Có điều là một đoạn này ở ngay khúc đồng ruộng thì là đường đất. Hiện tại là đang là đường đất. Sắp tới thì nó sẽ được bê tông hóa toàn bộ. Cái đường này thì rất là đẹp. Vị trí này khá rất là hay, rất là tiềm năng. Thì đó là cái vị trí của cái lô hai lô gần nhau, hai lô sát bên nhau. Ở khoảng 142 mét. 142 mét một lô. Nếu mua luôn hai lô tổng diện tích là 283 mét. Chiều ngang là 10 mét và rộng và sâu là khoảng tầm hơn 28 mét. Toàn bộ đất thổ cư luôn. Mua luôn hai lô thì giá là 5,5 triệu. Hai người họ lại bán theo cặp. Họ muốn rút tiền một lần luôn. Lô này gần cái đường thông, đường thông đi xuống huyện. Cái đường này anh chờ em xíu tra cho nó chính xác luôn nhỉ. Đầu tư lúc nào anh? Đối bên cạnh của mình à, tốt quá. Và lấy luôn nếu này. Vị trí này thế có nhà đầu tư vị trí này rồi thì lấy rồi thì tốt xã. Thế là ngã ba Tân Xã. Vấn đề là mình bắt đầu họ mua xong mình gặp họ để 950 mét. Nó là đệ của anh. Và chạy ra cái đường 49 là trục đường chính chạy lên trung tâm huyện thì cái này khoảng tầm là 600 mét. 600 mét rất là gần, rất là tiện. 300 thôi em ơi, nhìn đường kia 300. 600 cộng thêm bản đồ này. Đây nó có công chấm ở đây. 700 mét. Đi từ cái lô đất này đến cái chỗ ngã ba đường Lâm Huyện 700 mét. Ra đây là 900 mét. Thôi mình bắt đầu đi lô khác đi. Tiếp tục đi.
thơ gặp này là ở đây quỹ đất vẫn còn rất nhiều các bạn. Vùng đất Thạch Thất của thành phố Hà Nội là vùng bán sơn địa các bạn, là nơi chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng và miền Trung Du phía Bắc các bạn. Chúng ta có thể thấy là dân cư quanh đây họ vẫn trồng lúa. Nông nghiệp vẫn là một trong những cái ngành mũi nhọn của huyện Thạch Thất các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ trong tương lai không xa, khi mà cái khu công nghệ cao của thành phố Hà Nội được chú trọng đầu tư ấy, thì tôi nghĩ vùng đất Thạch Thất của thành phố Hà Nội sẽ có rất nhiều cái thay da đổi thịt các bạn. Nơi chúng ta đang đứng cách khu công nghệ cao chỉ khoảng 1 km thôi các bạn. Thôi bây giờ đi đi sang lâu khác đi mọi người đi. Thôi đi nào. Đi. Anh em đi. Thế thì hai đối thủ đấy đẹp quá gì. Quý cha hiểu tại sao nó giống mình làm cái gì chứ mình. Cha hiểu. Thế bây giờ nó lô lốt của mình đây là lô này. Lô nào? Lô nhìn nữa. Lô nhìn cạnh lô mình á. Tốt quá. Tốt quá. Trên quý đất rộng hơn. Khi đi đầu tư bất động sản ấy, thì các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp họ thường nói đất nền vẫn là vua các bạn. Thứ nhất ấy, đất nền cụ thể là những mảnh đất mình có thể xây dựng nhà được, hoặc những cái khu vực nhà phố hiện hữu chúng ta có thể gộp chung lại gọi là đất nền các bạn. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn cụ thể hơn về vấn đề quy hoạch ấy, thì gọi đó là khu vực đất ở. Khu vực đất ở là nơi mà ở đó người ta được phép xây dựng nhà ở, và những cái khu vực này sẽ không bao giờ nở ra thêm. Hay người ta thường nói con người thì sinh ra nhưng đất thì không sinh ra. Chính vì vậy đất nền có sự khan hiếm, do ai cũng có nhu cầu sở hữu một cái mảnh đất để xây nhà, để an cư lạc nghiệp các bạn. Nhu cầu ngày càng tăng nhưng lượng cung thì không nở ra thêm, thì như vậy sẽ tạo ra sự khan hiếm, kéo theo giá mảnh đất đó sẽ tăng theo năm tháng các bạn. Chúng ta cũng cần phải hiểu được cho đúng cái mà chúng ta đang nói về đất nền ở đây. Đất nền ở đây là những khu vực mà đã được quy hoạch bài bản, phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/2000 của địa phương đó. Và những mảnh đất này, những ngôi nhà này là những nơi mà đã hiện hữu rồi các bạn, có pháp lý rõ ràng, tức là đã có sổ đỏ hoặc sổ hồng rồi các bạn nhé. Thì những cái đất nền này sẽ tăng giá theo thời gian các bạn. Khi quy hoạch một cái địa phương hay một cái khu vực nào đó thì người ta để ra một cái tỷ lệ đất ở, do là người ta tính dựa trên cái dân số khu vực đó. Ngoài ra cái địa phương khu vực đó cũng cần phải có các loại đất khác, ví dụ như là đất về giao thông, đất công viên cây xanh, công trình công cộng hay là các khu công nghiệp vân vân. Do đó nếu mà đất ở được quy hoạch tăng lên ấy, thì các loại đất khác phải giảm đi, dân số ở đây sẽ tăng lên do đất ở được quy hoạch tăng lên. Cái địa phương đó, cái khu vực đó sẽ phải gánh chịu một áp lực rất lớn về dân số.
Do vậy ngày nay ấy, các khu vực được quy hoạch chưa bài bản và không dài hạn ấy, thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị kẹt xe các bạn. Kẹt xe là do cái khu vực đó có dân số tăng lên mà hạ tầng không tăng, đường xá vẫn vậy các bạn. Tuy nhiên mảnh đất sẽ rất giá khi mà mảnh đất chúng ta mua không có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư không có uy tín, năng lực hay là quy hoạch không được phê duyệt. Do đó khi đi đầu tư bất động sản ấy, thì chúng ta phải chọn cái đất nền nào mà có pháp lý rõ ràng các bạn. Một lý do nữa ấy, tức là hiện nay có nhiều dự án chung cư nên lượng cung lớn hơn lượng cầu, vì vậy sẽ có một lượng hàng tồn kho. Do đó giá trị của các căn hộ chung cư theo thời gian cũng sẽ tăng, nhưng biên độ tăng sẽ không bằng đất nền các bạn. Do tất cả các lý do trên, người ta nói đất nền vẫn là vua các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem cái video này. Bạn đừng quên bấm cái nút like. Và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để thường xuyên nhận được các kiến thức, thông tin và cơ hội đầu tư bất động sản mới nhất. Tạm biệt các bạn.